Việt Nam kết án hai người Mỹ gốc Việt 14 năm tù vì tội hoạt động lật đổ chính quyền bằng bạo lực tin từ Hà Nội. Một phiên tòa ở Sài Gòn vào hôm thứ Tư tuyên án hai người Mỹ gốc Việt 14 năm tù giam liên quan tới một loạt vụ ném bom trước đây trong năm nay. Hãng tin từ Reuters đưa tin ông James Nguyễn và bà Angel Phan đã bị kết án cùng với 10 người khác về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vụ xử dự trù diễn ra trong 3 ngày nhưng chấm dứt sớm trong phiên tòa ngày thứ hai. Bà Angel Phan và ông James Nguyễn bị buộc tội tổ chức ít nhất 3 vụ tấn công, bao gồm mưu toan ném bom tại phi trường Tân Sơn Nhất vào hồi tháng 4 và vụ ném bom thành công vào một đồn công an hồi tháng 6 năm nay. 10 bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên những án tù từ 5 tới 11 năm tù giam. Theo truyền thông trong nước, bà Angel Phan và ông James Nguyễn hoạt động cho Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, có trụ sở tại California, Hoa Kỳ do ông Đào Minh Quân lãnh đạo. Kính thưa quý vị, Hà Nội hồi đầu năm nay, tuyên bố tổ chức của ông Quân là một tổ chức khủng bố, theo cáo trạng của tổ chức này, cử bà Angel Phan và ông James Nguyễn về Việt Nam hồi tháng 2 năm 2017 để móc nối liên lạc và tập hợp các thành viên tại Việt Nam nhằm thực hiện một số vụ tấn công trong các ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 cùng năm. Hồi tháng 6 năm nay, một phiên tòa phúc thẩm ở Sài Gòn đã giữ nguyên các bản án tù đối với 15 thành viên khác của tổ chức này liên quan tới một vụ đại gài bom tại phi trường Tân Sơn Nhất hồi tháng 4 năm ngoái.